năm qua, nhiều gia đình ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất sản xuất để cùng với chính quyền địa phương nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xã Suối Rau, huyện Châu Đức hiện nay có hơn 900 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu. Bà con chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những năm trước đây, bà con muốn di chuyển từ thôn này qua thôn khác hoặc là về trung tâm xã phải đi trên những con đường đất, trời nắng thì bụi, trời mưa thì lầy. Gia đình ông Lương Văn Phúc ở tổ 2, thôn 2, xã Suối Rau. Do nhà ở trong rẫy, hàng ngày ông trăn trở rất nhiều khi chứng kiến học sinh trong xóm mỗi buổi sáng phải len theo đường mòn trong các khu vực đây để đến trường. Đầu năm 2017, huyện Châu Đức có chủ trương làm các tuyến đường trên địa bàn xã Suối Rau. Sau khi bàn tính với vợ con, ông Phúc tự nguyện hiến hơn 900 mét vuông đất sản xuất của gia đình để cùng với bà con và chính quyền địa phương xây dựng tuyến đường này. Ở đây là tôi thấy là bước đầu là đường xá nó còn nhỏ, một cái đường mòn nhỏ thôi, rất khó khăn. Thành ra tôi thấy là các cháu đi học rồi là người nông dân ở đây có cái hàng nông sản để vận chuyển cũng khó khăn lắm. Cho nên là tôi thấy là nhà nước với lại chính quyền địa phương đây là cũng có cái hỗ trợ, về sau là cũng có cái ưu tiên, như vậy là mình cũng chấp nhận là mình tham gia là hiến đất để cho làm thành con đường thôi. Để cho nó có cái sự là thuận tiện đi lại cho các cháu đi học cũng là dễ dàng. Ông La Văn Chính ở tổ 3, thôn 1, xã Suối Rau có hơn 1 hectare đất trồng bắp và trồng dâu nuôi tầm, mang lại cho gia đình ông một nguồn thu nhập đáng kể. Tuy nhiên khu vực này không có đường giao thông nên việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Khi được chính quyền địa phương vận động hiến đất làm đường, ông Chính đã tự nguyện hiến hơn 500 mét vuông đất sản xuất của gia đình. Tôi thấy là nó rất là cụ thể, nhất là vấn đề giao lưu hàng hóa, hàng nông sản, rồi bà con sinh hoạt rất là thuận lợi, đi đứng, rồi các con em đi học, rồi tất cả những cái vấn đề mà nói chung là rất là thuận lợi. Đó là theo ý nghĩa là để mà tôi, từ đó mà tôi có sự suy nghĩ là hiến đất, làm đường cho bà con. Bà con nhân dân xã Suối Rau rất là đồng tình, hưởng ứng cái công tác hiến đất làm đường. Đây cũng là cái nghĩa cử cao đẹp của bà con nhân dân nói chung. Và làm đường xong thì cũng đã kết nối được các cái tuyến đường liên thôn, đường nội đồng để bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa được lưu thông. Từ đầu năm 2017 đến nay, xã Suối Rau đã làm mới được 21 tuyến đường với chiều dài hơn 10 km. Có hơn 80 gia đình đã tham gia hiến đất với tổng diện tích hơn 9 hectare, trị giá là hơn 15 tỷ đồng. Phong trào hiến đất làm đường của người dân ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức là việc làm tích cực, thể hiện tinh thần tự nguyện, đoàn kết của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.